Chúng ta của 8 năm sau, Huyền Ly Dễ và Thùy Anh trở thành tình địch. Trải qua một thanh xuân đầy rực rỡ bên cạnh nhau với tình bạn, tình yêu trong sáng, Lâm và Dương lại phải bước qua một ngã rẽ cuộc đời khiến cho họ giang dở. Để rồi sau 8 năm gặp lại, vẫn còn đó lời thề ước năm nào, vẫn là tình yêu dành cho nhau nồng ấm. Nhưng giờ đây bên cạnh Lâm không chỉ có một mình mà còn có một cô con gái xinh đẹp khác, đó chính là Thùy Anh. Mối tình tay ba bắt đầu từ đây, khi trái tim của Lâm vẫn luôn dành tình cảm và làm mọi thứ vì ước nguyện, vì lời hứa năm xưa với Dương. Nhưng giờ đây, anh lại bị ràng buộc bởi Thùy Anh. Còn Dương đau đớn nhưng cô vẫn mạnh mẽ như ánh mặt trời. Cô không muốn phải chịu sự thương hại, bố thí tình cảm của Lâm. Mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu rơi vào những mâu thuẫn khúc mắc. Khi Lâm tìm mọi cách để hàn gắn lại tình cảm năm xưa, còn Dương vì cái tôi cá nhân, cô luôn tìm cách tre nánh, cũng như đan xen vào đó là cô gái Thùy Anh đỏng đẽo, luôn đeo bám rồi tìm mọi cách ngăn cản, phá Dương. Cả hai đã chính thức trở thành tình địch của nhau trong mối tình tay ba với Lâm. Dương do Huyền Ly Dễ thủ vai sẽ có màn chạm mặt trước một cô tiểu thư đanh đá nhà giàu như Thùy Anh. Cặp tình địch này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và gay cấn khi câu chuyện tình của họ cũng hết sức loằng tà lằng ngoằng. Nhiều dự đoán cho rằng vì muốn nhanh chóng thành công để có thể giúp đỡ Dương nên 8 năm qua Lâm đã lên thành phố lao đầu vào công việc, và trong hành trình đó anh đã mắc nợ với gia đình của Thùy Anh và có khả năng bị cô gái ấy úp sọt. Nhưng trong Lâm vẫn trọn vẹn tình yêu và lời thề, vẫn trọn vẹn tình yêu và lời thề năm xưa với Dương. Còn Dương, cô lên thành phố làm việc cũng như để tìm lại Lâm. Còn Dương, cô lên thành phố làm việc cũng như là để tìm lại Lâm sau những năm tháng xa cách. Nhưng giờ đây gặp lại thì lại đau đớn khi chứng kiến người yêu của mình năm xưa giờ đây đã có một bóng hồng khác bên cạnh. Liệu rằng trước tình cảnh này mối quan hệ của cả ba sẽ ra sao? Lâm có thể mạnh mẽ để dứt bỏ đi mối tình trước mắt và quay về bảo vệ che chở cho Dương như lời hứa năm nào? Và Dương có thể mở rộng trái tim để đón nhận tình cảm của Lâm và họ sẽ có tới được với nhau, hay cuối cùng chỉ là một câu chuyện tình buồn khi đã có tất cả mọi thứ nhưng lại không thể có được nhau? Mời bạn cùng đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo trên sóng VTV3 vào 21h40 các tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông để là những người đầu tiên được xem những thông tin mới nhất của bộ phim Chúng ta của 8 năm sau.